Xin chào các bạn. Và thời gian gần đây ấy, thì mình nhận được khá là nhiều hàng anh em gửi về để mà kêu bảo hành, nhưng mà khi kiểm tra ấy, thì mình lại thấy hàng nó không hề bị lỗi. Nói chung là mình cũng không biết là khách hàng báo lỗi là vì cái gì. Người thì kêu mạch súp là nó lỗi, nhưng mà gửi về thì mình quay video cho khách là mình test bình thường, không có lỗi gì cả. Và mạch echo thì gửi về là bảo lỗi, mà mình cũng chỉ thấy ghi chữ lỗi, mình cũng không biết là lỗi gì, lỗi ù xì hay là không ù xì, hay là nó không vặn được, hay là như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình test thì nó rất là bình thường, nó chả có vấn đề gì đặc biệt cả. Con TM62001 thì nó vặn, thì nghe nó không thể hay bằng các mạch echo reverse hay là các mạch sử dụng IC 50195 được, bởi vì con này thì cũng ở trong phân khúc giá rẻ thôi, chứ chưa phải là tầm cao cấp gì cả. Và con này thì các bạn nào đã từng sử dụng, hoặc là anh em thợ nào mà đã từng sử dụng qua TM62001 đây, những bo echo như thế này, thì mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng vọng của nó, xem nó lỗi ở đâu, và mình sẽ chỉnh từng cái nút một xem là mình lỗi ở đâu. Chứ thực sự thì mình không thấy lỗi, bởi vì tất cả các mạch echo TM62001 ấy, thì mình thấy nó đều như vậy. Bây giờ mình sẽ thử tiếng mic của nó. Bo mic thì của mình rồi, còn cái bo echo thì đây là của khách, khách họ đã mua rồi và họ kêu là lỗi, thì mình không biết là lỗi gì cả. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đầu tiên mình sẽ tắt vặn nhỏ hết luôn voice echo đi này. Alo. Như vậy bây giờ đang là tiếng mic thô. Alo, 1 2 3 4. Đây tiếng mic thô này, bây giờ mình sẽ tăng voice của echo lên. Alo. Alo. 1 1 2 3. Bây giờ mình sẽ thử ở lúm thứ hai, chính là lúm thứ hai đây. Chính là lúm bass của echo, tức là cái độ trầm của echo, những cái độ vọng lại. Bây giờ mình sẽ giảm hết cỡ đi này. Alo, alo, 1 1 2. Bây giờ mình sẽ tăng trầm lên này. Alo, alo, 1 1 2. Các bạn nghe thấy rất là rõ ràng. Bây giờ mình sẽ thử tính năng check của cái giải vọng này. Giảm hết cỡ này. Alo, alo, 1 1 2. Bây giờ mình sẽ tăng check lên của echo lên này. Alo, alo, 1 1 6 6 6. Bây giờ mình đây mình cái nút tiếp theo, cái nút thứ tư, chính là nút repeat, tức là cái độ nó lặp lại nhiều hay là ít. Bây giờ mình sẽ giảm hết cỡ này. Alo, alo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Giảm hết repeat thì tức là không còn lặp lại. Bây giờ mình sẽ tăng repeat lên này. Alo, alo, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Tiếp theo, lúc cuối cùng chính là lúc delay, tức là số lần lặp lại. Nó lặp lại nhiều hay ít là cái lúc này. Bây giờ mình sẽ thử bạn nhé. Echo cái lúc repeat. Thì lúc nãy mình đã vặn lên tăng lên rồi. Bây giờ sẽ là cái loop delay này. Delay này sẽ là tốc độ của nó, nó vọng nhanh hay vọng chậm. Bây giờ mình sẽ thử nha. Alo, 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 alo. Bây giờ mình sẽ giảm này, giảm hết cỡ này. Alo, 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 alo. Tiếng nó rất là vọng, rất là chậm. Mà mình sẽ tăng dần này. Alo, 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 alo. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Alo, 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 alo. Đấy, gần hết cỡ thì nó sẽ như vậy. Alo, 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 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Thì mình thấy tiếng nó rất là tròn, nó có đâu có méo hay nó đâu có dè hay là nó làm ù xì gì ở loa đâu. Alo, 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 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Đấy, khi mà chỉnh đi thì tiếng các bạn nghe thì nó rõ ràng, nó khác này. Alo, 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 alo. Bây giờ mình sẽ giảm chậm, nó sẽ vọng chậm hơn nhé. Alo, 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 alo. Chậm hơn, chậm hơn. Alo, 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 alo. Đấy, thì bo echo đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái khách hàng họ đã đánh dấu vào mạch của họ như thế này. Đây, họ có vạch một cái màu xanh vào đây như thế này, ở cái chỗ này. Đấy, các bạn thấy không? Thì mình không hiểu là lỗi ở đâu. Các bạn thấy là khi trong quá trình mình vặn lên ấy, mình vừa để mic, mình vừa vặn, thì nếu mà mạch này của nó bị loạt xoẹt thì chúng ta sẽ nghe thấy loa nhưng không hề có một chút loạt xoẹt nào cả. Và tiếng vọng của nó cũng rất là đều. Chúng ta chỉnh đến đâu thì nó có tác dụng ở đấy. Thì mạch TM62001 thì mình chả hiểu là khách hàng họ kêu lỗi là nó lỗi ở chỗ nào thì mình không biết. Nhưng mà qua video test này thì mình thấy là nó không hề lỗi. Còn anh em là mà nghĩ cái mạch TM62001 này lỗi ở chỗ nào thì có thể comment ở bên dưới. Còn mình khẳng định thì TM62001 ấy, nó không hay được bằng các dòng HC à con 50195 hay các dòng echo reverse chạy chip vi xử lý đâu. Thì nó chẳng như thế này thì như thế nào, bây giờ cứ kêu là lỗi xong rồi đòi mình bảo hành thì mình không biết là bảo hành cái kiểu gì, bởi vì tất cả các cái mạch kia của mình nó cũng kêu đúng như vậy thôi, nó có khác cái gì đâu.
Và mình xin thông báo luôn ý, thì anh em nào nhận được hàng của mình cũng test cho thật kỹ, bởi vì hàng của mình trước khi gửi đi đã test rồi. Nên là nếu mà gửi về, nếu mà hàng của anh em đúng bị lỗi, mình sẽ hỗ trợ sửa chữa hoặc là bảo hành đổi mới theo cái thỏa thuận từ trước. Còn nếu mà hàng mà gửi về mà nó không hề lỗi như thế này mà các bạn anh em cũng gửi về đòi bảo hành, thì chắc chắn là mình khẳng định mình không bao giờ lấy hàng của khách. Nhưng mình sẽ gửi lại, và cái người gửi, tức là người mua hàng, sẽ phải chịu cả phí gửi đi lẫn gửi về, bởi vì hàng đâu có bị lỗi đâu, tự nhiên gửi mình bắt đền mình làm như nào. Đấy rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.